Cô xin chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học bài tiếp theo. Và trước khi đi vào và tìm hiểu bài tiếp theo thì cô xin nhắc lại cái bài cũ, đó là bài số 21 Khởi nghĩa Lý Bí nước Dạng Xuân năm 502 và năm 602. Thì cái phần bài này nó có hai phần, thứ nhất đó là nhà Lương siết chặt ách đô hộ vào nước ta. Thì chúng chia nước ta ra làm 6 quận, sau đó là bọn chúng thực hiện cái chính sách là phân biệt đối xử vô cùng nghiêm ngặt, là chỉ có những cái tôn thất nhà Lương mới được làm quan to. Và sau đó thì bọn chúng còn đặt ra hàng trăm thứ thuế. Như mấy em biết đó là cây cao 1 mét cũng phải nộp thuế, và bán vợ đời con cũng phải nộp thuế. Và chính những cái chính sách đô hộ quá gắt gao này, cho nên trong lúc này có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. Mà điển hình đó là cái cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của Lý Bí. Và Lý Bí đã dựng cờ khởi nghĩa vào năm 542. Thì khi ông dựng cờ khởi nghĩa thì được nhiều người, nhiều hào kiệt khắp nơi tìm về hưởng ứng. Và cuộc khởi nghĩa nó nhanh chóng, nó phát triển rất là mạnh. Và để đàn áp cuộc khởi nghĩa, nhà Lương đem quân sang đàn áp. Nhưng mà nhiều lần đem quân sang đàn áp đều bị thất bại. Và cái sự thất bại của nhà Lương cũng là cái tiền đề dẫn đến là cái sự ra đời của nhà nước Dạng Xuân độc lập do Lý Nam Đế thành lập vào mùa xuân năm 544. Thì khi mà đánh đuổi quân Lương ra khỏi đất nước thì Lý Bí lên ngôi hoàng đế và đặt tên nước là Dạng Xuân, tổ chức lại bộ máy chính quyền. Thì đó là nội dung của bài cô đã nhắc lại mấy em. Và bây giờ chúng ta xem coi sau khi mà giành lại được độc lập thì cái quá trình mà của nhà Lương có từ bỏ ý định xâm lược nước ta hay không, và cái quá trình xây dựng đất nước của Lý Bí có được trường tồn mãi mãi giống như là cái đất nước của ông đặt tên hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tìm hiểu bài số 22 tiếp theo, bài khởi nghĩa Lý Bí nước Dạng Xuân năm 542 và năm 602 tiếp theo. Thì bài này mấy em sẽ tìm hiểu 3 phần. Phần thứ nhất đó là chống quân Lương xâm lược. Phần thứ hai, Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào. Và cuối cùng đó là nước Dạng Xuân độc lập là kết thúc như thế nào. Thì bây giờ chúng ta xem coi cái tình hình đất nước ta có những chuyển biến như thế nào. Giờ chúng ta đi vào tìm hiểu lần lượt. Phần thứ nhất đó là chống quân Lương xâm lược. Vậy thì sau khi mà hai lần đem quân đánh với Lý Bí và cả hai lần đều bị thất bại thì vua Lương không từ bỏ ý định xâm lược nước ta. Vào tháng 5 năm 545 thì quân Lương đem một cánh quân hùng mạnh tấn công nước ta bằng hai đường thủy và bộ, do hai tướng tài của quân Lương đó là ông Dương Phiêu và ông Trần Bá Tiên chỉ huy theo đường thủy và bộ ồ ạt tấn công vào Lục Đồng. Thì đây là cái lượt đồ chống quân Lương xâm lược. Thì cái đây là cái vùng Lục Đầu nè mấy em. Vậy thì lúc này đó mấy em sẽ xem cái chú giải xem coi cái phần mũi tên nó như thế nào, để chút xíu cô trình bày mấy em sẽ nhìn theo để mà mấy em biết. Thứ nhất đó là mấy em sẽ nhìn cái mũi tên màu đỏ, đó là mũi tên quân ta tấn công. Mũi tên màu trắng có viền, đó là mũi tên quân ta rút lui. Và cái mũi tên màu đen đó là quân địch tấn công. Vậy thì khi mà biết được là cái tin đó là ông Trần Bá Tiên và ông Dương Phiêu ồ ạt tấn công vào nước ta theo hai đường thủy bộ á, thì lúc này ông Lý Nam Đế ổng cho quân đem quân lên dùng Lục Đầu để nghênh chiến. Thì do thế lực giặc quá mạnh cho nên Lý Nam Đế lại phải rút lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch. Vậy thì khi mà rút lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch đó, thì lúc này đó là quân giặc lại cho quân đuổi theo. Thì thành bị vỡ. Thì trong khi lúc này là thành bị vỡ thì lão tướng Phạm Tu bị tử trận. Thì khi mà lão tướng Phạm Tu tử trận thì Lý Nam Đế lại phải đem quân về giữ thành Gia Ninh. Và đến đầu năm 546 thì quân Lương chiếm được thành Gia Ninh. Thì Lý Nam Đế phải chạy lên miền núi Phú Thọ. Sau đó ông đem quân rút lui về Hồ Điển Triệt.
Vậy khi mà Quyên Lý Nam Đế lại do quân rút lui về hồ Điển Triệt á, thì lúc này lại bị quân Lương dây quét, thì tại sao mà Lý Nam Đế lại cho quân rút lui về hồ Điển Triệt? Thì đây mấy em nhìn vào trong sách giáo khoa răng số 61 có ghi hàng chữ yên nghiêng, và ở trên này cô cũng có ghi đó là, cô đọc cho mấy đứa nghe, bởi vì hồ Điển Triệt nay thuộc huyện Lâm Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nằm ở bên bờ sông Lô, cách Bạch Hạc 15 km. Xưa có con ngồi nối sông với hồ, ba mặt đông nam bắc của hồ là các dãy đồi núi cao, phía tây là những đồi thấp hơn và cánh đồng trũng. Từ sông Lô có chỉ có một đường đi vào phía của hồ, của bắc của hồ. Vì thì mẹ đứa thấy đó là cái khu vực hồ Điển Triệt này là một cái địa hình là vô cùng là hiểm trở và khó khăn. Tuy nhiên lúc bấy giờ là quân giặc là quá mạnh, cho nên đó là bọn chúng lại đem quân đặt tấn công vào khu vực hồ Điển Triệt. Thì đây là cái hồ Điển Triệt này nè mấy em, đó là cái khu vực hồ rất là rộng. Vào một đêm là trời mưa to gió lớn, thì ông Trần Bá Tiên ông chỉ huy một đạo quân là đánh úp vào hồ Điển Triệt, thì của ông Lý Nam Đế bị tan vỡ. Thì khi mà họ ở hồ Điển Triệt bị thất thủ thì Lý Nam Đế lại phải cho quân rút lui về động Khuất Lão. Thì khi mà rút lui về động Khuất Lão thì một tốm quân là anh trai của ông Lý Nam Đế cùng với ông Lý Phật Tử lại phải rút lui về Thanh Hóa. Còn ông Lý Nam Đế thì đến năm 548 thì ổng mất. Vậy thì sau khi mà Lý Nam Đế mất á, thì ổng sẽ trao quyền hành lại cho ai? Và cái người đó đã chỉ huy quân để đánh Lương như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiểu phần số 2, đó là Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào. Thì bây giờ chúng ta xem coi Triệu Quang Phục là người như thế nào và ông ta đã tổ chức đánh Lương như thế nào nữa đây. Thì ở trong sách giáo khoa trang 61 nghe nó có ghi cụ thể, đó là Triệu Quang Phục là con trai của Triệu Túc, là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí rất tin cậy. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương cho ông. Vậy thì chúng ta thấy được đó là trong cái quá trình mà khó khăn nguy nan nhất, thì mình biết rằng đó là trước mình sẽ chết đó, cho nên là ông Lý Nam Đế ông đặc biệt là ông trao quyền hành chỉ huy lại cho ông Triệu Quang Phục để tiếp tục cái công việc của mình, đó là chống và đánh bại quân Lương. Và khi mà nhận được một cái nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng này đó, thì ông Triệu Quang Phục ông ta đã tổ chức đánh quân Lương như thế nào đi? Ông sẽ chọn nơi nào để làm cái địa điểm để mà đánh với quân Lương đây mấy em? Và lúc này để mấy em thấy đó là ông chọn Dạ Trạch để mà làm nơi chiến đấu với quân Lương. Và Dạ Trạch là một cái vùng đất như thế nào đây? Thì mấy đứa thấy nhìn trên hình đây, chúng ta thấy xem coi xung quanh cái khu vực Dạ Trạch này đó là cái gì? Lao sậy tùm ha. À, đi vào đường này thì chỉ có chống sào thôi, lướt nhẹ trên những cái đám cỏ thôi, chứ thuyền lớn không có đi vào được. Thì trong sách giáo khoa mấy em có cái đoạn anh nghiêng để cụ đọc cho mấy em nghe luôn. Dạ Trạch là một vùng đầm lầy rộng mênh mông, lao sậy tùm, ở giữa có một bãi đất cao khô ráo có thể ở được. Đường vào bãi đất rất kín đáo khó khăn, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ chống sào lướt nhẹ trên đám cỏ nước theo mấy con lạch nhỏ mới tới được. Thì mấy em thấy được qua đó, chúng ta thấy cái đường mà đi vào cái đầm Dạ Trạch này là nó rất là khó khăn, và nó là một trong những cái địa hình vô cùng mà hiểm trở nhất mà Triệu Quang Phục đã chọn để mà đánh với quân Lương. Thì khi mà ổng chọn được một cái địa điểm để đánh với quân Lương rồi, thì bắt đầu ổng tổ chức đánh với quân Lương như thế nào đây? Thì lúc này nè mấy em, ổng cho quân lính
ban ngày á thì ông cho nghỉ ngủ, có nghĩa là ban ngày thì cho quân lính nghỉ ngơi, tắt hết khói lửa, cũng giống như là không có người tồn tại. Nhưng mà đêm đến thì Triệu Quang Phục cho quân đánh úp vào doanh trại giặc. Và với cái sự mà thông minh tài trí của mình đấy em, ngoài cái việc mà biết chọn cái địa hình đó là Dạ Trạch ra, ổng còn thực hiện một cái lối đánh rất là tài nữa, đó là cái lối đánh du kích. Lối đánh du kích là lối đánh sao? Là ổng chia quân từng tớp nhỏ để ổng đánh, hết tớp này đánh với quân giặc xong rồi rút về, lại đưa tớp khác đi đánh. Như vậy thì cứ việc như thế mà là qua cái cuộc chiến đấu với quân Lương kéo dài, và cái cuộc chiến này nó giằng co mãi mãi. Tuy nhiên cho đến năm 550 thì tình hình ở Trung Quốc nó có một biến loạn, người ta gọi là biến cố nhỏ, cho nên là ông Trần Thiên ổng mới đem quân rút về nước. Thì lúc này đó là lợi dụng cơ hội, chớp lấy thời cơ, là Triệu Quang Phục lại cho quân tấn công và đã giành được thắng lợi vẻ vàng. Thì mấy em biết đấy là ông Triệu Quang Phục ổng là người có tài, và đặc biệt ổng lại là người rất là thông minh sáng tạo trong cái việc là đánh giặc. Tài ở chỗ nào và thông minh sáng tạo ở chỗ nào đây? Ổng biết chọn cái địa hình là đất nước của chúng ta, đó là Dạ Trạch, và ổng còn biết thực hiện cái lối đánh là gì? Đánh du kích. Và đặc biệt ổng còn biết lợi dụng cái tình hình địch gặp khó khăn, ta thừa cơ để mà phản công. Thì đây là một cái cách đánh vô cùng hay, thông minh, sáng tạo. Và đặc biệt đó là ông ta biết sử dụng cái địa hình đất nước của chúng ta sẵn có. Và chính vì cái sự thông minh sáng tạo sẵn có này đã giúp cho Triệu Quang Phục bại quân Lương và giành được độc lập. Vậy thì sau khi mà Triệu Quang Phục đã đánh bại quân Lương và giành được độc lập rồi, thì nhà nước Giảng Xương độc lập có được trường tồn giống như cái tên nước của mình hay không, nước Giảng Xương hay không, thì chúng ta đi vào cái tìm hiểu cái bài, cái phần số tiếp theo, phần số 3, đó là gì? Nước Giảng Xương độc lập đã kết thúc như thế nào? Thì sau khi mà bị đánh, quân Lương bị đánh bại đó, thì ông Triệu Quang Phục ông lên làm vua, và ông tự xưng đó là gì? Triệu Việt Vương. Và Triệu Quang Phục tổ chức lại bộ máy chính quyền, vẫn duy trì và vẫn tiếp tục tổ chức lại cho nó hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên đến 20 năm sau thì ông Lý Phật Tử từ ở phía Nam đó nha, ổng đem quân ổng về, ổng đánh Triệu Quang Phục và ổng đã cướp ngôi được. Và ổng tự xưng đó là vua, và người ta gọi đó là gì? Hậu Lý Nam Đế. Như vậy thì cái quá trình mà cướp ngôi này chưa được bao lâu thì đến năm là 603 thì quân Tùy lại đem quân tấn công Giảng Xuân, đem tới 10 vạn quân để tấn công Giảng Xuân. Thì Lý Hoạt Tử lúc bây giờ đó là chống cự không nổi, cho nên đó là ổng bị bắt và giải về Trung Quốc. Và khi mà Lý Phật Tử bị bắt thì đất nước của chúng ta lại bị rơi vào cái ách đô hộ của nhà Tùy. Và khi mà bị rơi vào ách đô hộ của nhà Tùy đó, thì trong lúc này đất nước của chúng ta lại có hàng loạt những cuộc khởi nghĩa khác lại nổ ra. Và đó là những cuộc khởi nghĩa nào? Thì mấy em đi vào bài số 3, 23 tiếp theo đó, mấy em sẽ thấy được đó là bài 23 là những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ là 7 và 9. Thì cái nội dung này số chúng ta đã giải quyết xong. Thì trước khi mà chúng ta đi vào tìm hiểu cái phần cô dặn dò mấy em á, thì mấy em sẽ làm cho cô hai bài tập để mấy em lấy điểm 10. Đây là cái điểm mà cô cũng sẽ lấy vào cái sổ điểm cho mấy em nữa ha. Là cái bài tập đầu tiên, đó là em hãy là nối cột A với cột C vào cột B.
A cột A và cột C vào cột B cho phù hợp với nội dung. À, mấy đứa đọc cái đề cho nó kỹ ha. Cột A với cột B vào ngay cột C. Nói lại với chị nào chưa cô? Rồi sau đó bài tập đó là chơi ô chữ. Mấy em sẽ kẻ ô và mấy em sẽ điền chữ vào trong từng ô của từng hàng của từng ô 1. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6. Tương kế 6 câu gợi ý phía sau. Thì hai bài tập này mỗi bài là 5 điểm. Mấy em làm hai bài sẽ được 10 điểm. Và mấy em làm xong mấy em chụp hình và mấy em ghi tên, ghi lớp, gửi lên Zalo cho cô. Cô sẽ chấm điểm và cô sẽ vào điểm trong sổ điểm của cô ha. Vậy thì chúng ta đã giải quyết được bài tập. Và bây giờ mấy em sẽ đi về nhà xem lại bài vừa học và đồng thời xem bài 23 với 4 câu hỏi soạn cho cô để tiết sau chúng ta giải quyết. Đó là câu 1, em có nhận xét gì về tình hình nước ta dưới thống trị của nhà Đường? Câu 2, theo em chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với trước, có nghĩa là so với cái chính sách bóc lột của các triều đại trước đó. Câu số tiếp theo đó là trình bày nguyên nhân diễn biến kết quả cuộc khởi nghĩa của ông Mai Thúc Loan năm 722. Và cuối cùng đó là em hãy cho biết cuộc khởi nghĩa này nói lên điều gì? À, đây là cái câu hỏi để dành cho chúng ta tiết sau chúng ta sẽ giải quyết. Và cái tiết của cô đã kết thúc. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em vào cái tiết sau. Xin chào các em.